Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình ạ. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn với các bạn và mình sẽ chỉ ra 3 sai lầm khi mà các bạn xem TV. Và mình thấy nó rất thực tế và cơ bản mà mình thấy rất là nhiều bạn mắc phải. Vâng. Và cái sai lầm đầu tiên mà mình muốn tư vấn với các bạn rằng là khi xem TV thì các bạn để cái chế độ hình ảnh TV quá sáng hoặc quá tối. Nhiều bạn thì xem TV thì thường để chế độ quá tối thì với mục đích rằng để cho TV tuổi thọ TV bền hơn, để cho mắt thường để TV tuổi thọ bền hơn. Và các bạn không tưởng tượng được rằng khi mà các bạn để chế độ hình ảnh TV quá tối thì nó sẽ làm cho cái mắt thường của các bạn lúc nào cũng căng ra và cái điều tiết của mắt thì lại càng cao. Chính vì vậy mà các bạn xem TV thì các bạn cảm thấy mỏi mắt. Và các bạn để TV quá sáng cũng vậy thì nó làm cho ánh mắt của các bạn xem rất là nhanh bị mỏi. Vâng, vậy thì để TV như thế nào cho phù hợp thì bây giờ mình sẽ tư vấn cho các bạn. Thứ nhất, khi các bạn xem TV, vâng, trước mặt các bạn đây là một con TV LG các bạn nhé. Mình sẽ hỗ trợ các bạn và mình sẽ tư vấn các bạn như sau. Ví dụ đây là một cái hình ảnh của một con TV LG. Vâng. Đây là chế độ 4K các bạn nhé. Chế độ 4K. Và các bạn xem hình ảnh thì rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Vâng. Thì để làm sao mà có được một hình ảnh đẹp như thế này, và để làm sao TV của các bạn không sáng quá và cũng không tối quá và hình ảnh đẹp nhất, đấy mới là cái mục tiêu của mình. Mình sẽ tư vấn các bạn vào clip này. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái phần cài đặt. Cài đặt. Xem nào. Đây là cài đặt của mạng nó không nói đâu. Mình sẽ back lại này và mình sẽ nhấn home để mình chọn cái phần cài đặt của TV. Rồi. Các bạn sẽ vào chọn phần cài đặt của mình. Ok. Và tôi sẽ chọn ok. Và mình sẽ chọn cái dòng cuối cùng này để xuống phần cài đặt nâng cao. Các bạn sẽ tìm đến để vào cái phần cài đặt hình ảnh các bạn. Thì thông thường ở nhà sản xuất thì người ta hay để cái chế độ cài đặt tiêu chuẩn, có nghĩa là cài đặt người dùng đấy ạ, mặc định của nhà sản xuất. Nhưng mà thì mình thấy tất cả người dùng thì hay để cái chế độ mặc định của nhà sản xuất thì cũng rất là ok. Nhưng mà với mình thì để mà tìm được và chỉnh được cái hình ảnh đẹp nhất thì mình sẽ chọn chế độ sống động. Mình sẽ chuyển lên và mình chọn chế độ sống động các bạn này. Đấy, sau đó mình nhấn ok. Khi mà mình chọn chế độ sống động thì các bạn xem ạ, hình ảnh nó sẽ sáng lên rất là nhiều và cái độ nét của TV thì nó rất là ok. Để cho độ sống động như này thì cái mức đèn nền của nó lúc nào cũng là 100%. Thì lúc này thì sao? Mình sẽ giảm cái đèn nền xuống. Mình sẽ giảm cái đèn nền xuống khoảng tầm 85%. Đây ạ. Các bạn sẽ giảm lúc đèn nền xuống là 85%. Ok. Và cái bước tương phản này 100%. Thì mình cũng giảm xuống tầm 85%. 80-85%. Đấy. Thì ở đây nó là hai cái mức cơ bản nhất. Còn vấn đề về độ sáng này thì các bạn để mặc định như vậy. Còn cái độ nét này các bạn nhé, độ nét này các bạn để mà càng cao thì ảnh nó sẽ bị gai. Cho nên là các bạn để 50% thôi. Nó đang ở tầm maximum. Xem là maximum nó là bao nhiêu. Maximum nó là 60%. 50% là các bạn này. Thì mình sẽ để tầm 30-25% là ok. Thì cái hình ảnh nó không bị gai. Cái mặt các bạn xem mặt của TV thì nó không bị gai. Đấy. Thì tại sao mình sẽ để ở mức này? Đây các bạn xem ạ. Mình bách ra nhé. Và cũng là cái video vậy. Cũng là cái video mình sẽ tìm đến cái hình ảnh để mình thử được các bạn phân biệt nó nhanh nhất ạ. Tìm kiếm này. Tìm kiếm theo chữ đi. Đúng không ạ? Thì mình sẽ... mình thử cho các bạn, chính vì vậy mà mình nên để cái chế độ test hình ảnh tốt nhất
các bạn có thể xem. Đây hình ảnh này cũng được. Thì các bạn xem. Lúc này thì TV rất là ok đúng không ạ? Hình ảnh rất là đẹp và maximum luôn. Với để chế độ sống động như này thì cái chế độ hình ảnh. Vâng. Và khi mà mình để TV ở chế độ sống động, có nghĩa là hình ảnh chỉ cài đặt ở chế độ hình ảnh đẹp nhất, thì các bạn, cái điều tiết của các bạn khi mà các bạn nhìn vào đối tượng nó đã rõ nét như vậy, thì các bạn điều tiết của mắt của các bạn thì nó sẽ không phải là nhìn một cái điểm maximum lên, thì cái mắt của các bạn nó sẽ giảm được cái hiện tượng bị mỏi mắt. Bởi vì các bạn nhìn xa thì các bạn nhìn một cái điểm nào đấy mà nó không rõ thì đương nhiên là mắt của các bạn điều tiết nó phải maximum lên đúng không ạ? Thì các bạn cài đặt ở chế độ hình ảnh tốt nhất. Sau đó các bạn giảm chế độ sáng nền, giảm chế độ tương phản để nó không bị chói vào chói khi mà các bạn nhìn trực diện vào nó. Đấy. Thì nó vừa được bảo vệ mắt và mình cũng sẽ giảm ánh sáng, giảm nét nền để giảm cái hiện tượng hỏng tivi. Đấy là cái tác dụng. Và cái nguyên nhân thứ hai mà mình muốn nhắc tới, cái sai lầm thứ hai mà mình muốn nhắc tới các bạn, tư vấn các bạn. Khi buổi tối các bạn xem tivi thì các bạn thường có cái thói quen, các bạn nằm giường các bạn xem tivi mà các bạn thường có thói quen là các bạn tắt điện. Tắt điện sau đó là các bạn xem tivi trong bóng tối. Các bạn xem tivi trong bóng tối mà cái ánh sáng của tivi nó người ta phát xạ ra nó không đủ sáng. Không đủ sáng làm mắt bạn phải điều tiết rất là nhiều khi mà các bạn xem hình ảnh trên tivi. Chính vì vậy mà các bạn rất hay bị khô mắt, mỏi mắt và chớp mắt, nhất là chớp cái hiện tượng chớp mắt và nháy mắt ở trẻ nhỏ. Thì đấy là cái sai lầm rất là cơ bản và cái sai lầm vô cùng có hại cho sức khỏe cũng như cho đôi mắt của các bạn. Đấy là cái sai lầm thứ hai mà mình muốn tư vấn với các bạn rằng khi mà các bạn xem tivi, các bạn phải xem và đặt tivi ở điều kiện môi trường đủ ánh sáng các bạn nhé. Và các bạn tuyệt đối không được tắt điện khi xem tivi. Nó rất là hại mắt, nhất là với trẻ nhỏ các bạn nhé. Đấy. Và đó là sai lầm thứ hai. Và sai lầm thứ ba là gì? Sai lầm thứ ba là các bạn chọn mua tivi thì các bạn phải tính được cái kích thước của cái căn phòng và cái khoảng cách tối thiểu. Khoảng cách tối thiểu để các bạn mua được cái con tivi nó phù hợp với cái điểm mà bạn ngồi xem và cái đến tivi nó là bao nhiêu. Cái điểm mà bạn ngồi xem tivi kích thước với chiều tính theo cái đường chéo của tivi á thì nó phải từ 4 đến 6 lần. Có nghĩa là các bạn đo con tivi nó phụ thuộc vào kích thước để các bạn ngồi, khoảng cách của các bạn là từ 4 đến 6 lần mà cái tối thiểu. Vì vậy mà khi mà các bạn chọn mua tivi thì các bạn không chọn mua cái phòng nó bé thì các bạn không nên mua tivi to quá và cũng không nên mua tivi nó không phù hợp với cái kích thước cái không gian nhà bạn. Đấy. Nhất là các cháu nhỏ các bạn nhé. Các cháu nhỏ mà xem tivi mà quá gần thì rất là cái hiện tượng mà mỏi mắt, khô mắt rồi nhức đầu, thì đó là cái điều mà không mong muốn, bởi vì cái sắp xếp cái kích thước của nhà các bạn nó không hợp lý. Các cháu mà xem tivi mà ngồi gần quá, thứ nhất là ánh sáng tivi soi vào mắt nó rất là hại mắt và một cái hình ảnh nó rất là to, hình ảnh to quá mà cái tiết diện của mắt thì nó không đủ. Vì vậy mà rất nhanh bị khô mắt và nhiều cháu nhỏ bị cận thị là vấn đề là cái khoảng cách tivi ngồi xem không phù hợp. Và mình tư vấn luôn với các bạn là nhắc lại một lần nữa rằng kích thước khi mà các bạn xem tivi nhá thì nó tính ra cái đường chéo của tivi nó từ phải cách khoảng cách tối thiểu từ 4 đến 6 lần. Đấy. Thì video ngắn gọn ngày hôm nay thì mình đưa ra 3 sai lầm khi mà các bạn sử dụng tivi. Mình mong rằng các bạn thấy hay, tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất. Và các bạn đóng góp ý kiến gì, cái gì được, cái gì chưa được thì các bạn hãy để lại nhận xét ở dưới. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm cũng như theo dõi kênh Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Và mình cố gắng sẽ tạo ra những video thiết thực nhất để hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhất ạ. Thank you.